Đồng tính thì đã sao? Eric Marcus. Tôi đã cố gắng hết sức để trả lời cho nhiều câu hỏi mà bạn đọc có thể đặt ra. Từ anh đã trở thành người đồng tính như thế nào, cho tới người đồng tính có thể kết hôn không? Một vài câu hỏi hết sức thẳng thừng, một vài câu không trần trụi như thế, và bạn thậm chí có thể tìm thấy một vài câu hỏi mà bạn cho là ngu ngốc. Nhưng theo cách nhìn của tôi, không hề có thứ gọi là câu hỏi ngu ngốc, ngoại trừ câu hỏi mà bạn không đặt ra. Nhiều câu hỏi mà bạn sẽ tìm thấy trong quyển sách này là những thắc mắc mà các bạn bè, gia đình và đồng nghiệp đã đặt ra cho tôi. Những câu hỏi khác đã được người ta qua thư viết hoặc qua thư điện tử gửi tới cho tôi trong vai trò của một người cầm bút sau khi họ đã đọc một trong những quyển sách của tôi. Và vài câu hỏi bạn sẽ tìm thấy ở đây đã đến như là sự phản hồi cho một bức email thỉnh cầu mà tôi đã kể kêu gọi mọi người đóng góp những câu hỏi của họ. Vì sao tôi viết quyển sách này? Một biên tập viên tại một công ty xuất bản đã đọc một quyển sách mà tôi viết cho người lớn gọi là It is a Choice, Answer to the Most Frequently Asked Questions About Gay and Lesbian People. Đó phải chăng là một sự lựa chọn? Trả lời cho những câu hỏi thường gặp nhất về người đồng tính nam và nữ. Và chỉ nghĩ thật tuyệt vời nếu tôi có thể viết một quyển sách đặc biệt dành cho những người trẻ trưởng thành. Và tôi đã rất vui lòng làm điều đó, vì khi nói về đề tài người đồng tính nam và nữ và các vấn đề của người đồng tính, có rất nhiều câu hỏi không bao giờ được trả lời và thật nhiều câu trả lời không bao giờ được đưa ra. Tôi cho rằng tất cả chúng ta hẳn hạnh phúc hơn nhiều nếu mọi người có thể đặt ra bất luận câu hỏi nào họ nghĩ và có thể hy vọng nhận lại được những câu trả lời thành thực. Tôi nhớ hồi đi học mẫu giáo đã thắc mắc với cô giáo vì sao mà một cậu học trò lớp 6 được gửi đến lớp chúng tôi đã đứng trong góc tường suốt 1 giờ đồng hồ vào buổi sáng nọ. Cô giáo của tôi, tên gì thì tôi không thể nhớ lại, tôi chắc hẳn là trí óc của tôi đang chặn nó, bảo tôi hãy tập trung vào chuyện của mình. Tôi nghĩ chính cảm giác ngượng nghịu và bị tổn thương này đã giúp thắp lên lòng hiếu kỳ của tôi về cuộc đời và thúc giục tôi trên bước đường đặt ra những chất vấn về cuộc sống. Nó dành cho ai? Cách này dành cho bất kỳ ai quen biết với người đồng tính. Thế có nghĩa là nó dành cho mọi người, vì có ai mà không từng biết một người đồng tính trong đời mình? Một người chị hoặc anh, cha mẹ, thầy giáo, hàng xóm láng giềng, bạn học hoặc bạn bè, hoặc có thể bản thân bạn đồng tính hoặc nghĩ mình đồng tính. Tất nhiên là nhiều người không nhận ra họ có biết người đồng tính nam hoặc nữ, vì nhiều người đồng tính rất khéo che giấu sự thật rằng họ đồng tính. Tại sao? Đó là một câu hỏi hay, và đó chỉ là một trong nhiều câu hỏi mà tôi đã trả lời trong sách này. Anh là ai và anh đã trở thành một chuyên gia như thế nào? Thường khi tôi nhận email từ các độc giả, họ đều muốn biết tôi là ai. Tôi từng hỏi hai người ta về cuộc sống của họ và giữ kín kẽ chuyện của mình. Nhưng điều đó cũng là hợp lẽ nếu bạn đang đọc sách của tôi để biết ai đang đưa ra những câu trả lời. Nhất là vì nhiều câu trả lời phản ánh những quan điểm cá nhân của tôi. Tôi không phát ngôn cho bất kỳ tổ chức, đảng phái chính trị, công ty hoặc đoàn thể tôn giáo nào. Tôi phát ngôn cho chính tôi và không phải ai khác. Tôi lớn lên cùng với anh chị trong một khu dân cư nhỏ ở Queens, vốn là một phần của thành phố New York. Tôi đi học trường công lập và sau đó học đại học Vassar, nơi tôi theo chuyên ngành đô thị học. Tôi lấy bằng thạc sĩ báo chí của Đại học Columbia và bằng thạc sĩ thứ hai của trường kiến trúc, quy hoạch và bảo tồn Columbia. Tôi viết quyển sách đầu tiên, một cẩm nang hướng dẫn dành cho các cặp đồng tính nam khi tôi gần 30 tuổi. Và tôi có thể nói với bạn rằng, lúc bấy giờ, tôi không phải là một chuyên gia về người đồng tính. Tôi đã không có những câu trả lời cho những thắc mắc căn bản về những vấn đề người đồng tính mà các ký giả hỏi tôi, vì ở thời điểm đó, người ta chẳng biết gì về người đồng tính. Và khi những câu hỏi như vậy, các ký giả thậm chí còn căng thẳng hơn lúc tôi trả lời cho họ. Phải là qua công việc mà tôi đã trở thành một chuyên gia. Nhưng bởi vì tôi là một người đồng tính, tôi đã có nhiều động cơ để tìm hiểu người đồng tính và cuộc sống đồng tính để tôi có thể hiểu rõ hơn chính mình. Nhất là vì vào thời điểm tôi trưởng thành, chẳng có mấy thông tin khả dĩ giúp một người trẻ đồng tính thấu hiểu bản thân và kiểu sống mà anh ta có thể mong đợi theo đuổi. Từ năm 1988, tôi đã viết vài quyển sách về những người đàn ông và đàn bà đồng tính và những mối quan hệ đồng tính. Tôi cũng là đồng tác giả của một đôi quyển tiểu sử của các vận động viên đồng tính, bao gồm Red Luganis, một nhà vô địch Olympic bộ môn nhảy cầu. Và tôi đã viết một tác phẩm đoạt giải thưởng thuộc lĩnh vực lịch sử truyền khẩu về phong trào dân quyền cho người đồng tính mang tên Making Gay History. Bạn có thể tìm hiểu thêm những quyển sách của tôi trên trang web www.ericmarcus.com. Người bạn đời của tôi và tôi gặp nhau vào tháng 12 năm 1993 và chúng tôi đã tổ chức một nghi lễ kết đôi vào tháng 6 năm 1996. Lễ kết đôi cũng giống như là lễ cưới vậy, nhưng chúng tôi không nhờ đến giáo sĩ hoặc linh mục. Và chúng tôi không có giấy đăng ký kết hôn, vì thời bấy giờ, những người đồng tính ở Mỹ không được phép lấy nhau.
hơn 200 khách mời và mọi thành viên trong mỗi gia đình chúng tôi đều đã đến dự. Chúng tôi không có con cái, nhưng chúng tôi có những đứa cháu trai và cháu gái mà chúng tôi rất mực thân thiết, và chúng tôi có những người bạn tuyệt vời. Anh đã viết quyển sách này cho riêng mình? Tôi đã được nhiều người giúp đỡ trong khi viết quyển sách này, từ những chuyên gia cho tới người bình thường. Anh viết về những ai? Trong quyển sách bạn đã nhìn thấy những câu chuyện về những con người trên khắp xứ sở này. Hầu hết là những người trẻ, đồng tính hay không đồng tính, và có những lời bình từ một vài người lớn, chủ yếu là các bậc cha mẹ. Với những người tôi nêu danh tánh, tất cả những người lớn yêu cầu tôi dùng tên thật của họ đều được gọi bằng đầy đủ tên họ. Với tất cả những người trẻ đã trò chuyện với tôi chỉ dùng tên đã thay đổi cũng như một vài đặc điểm nhận diện của họ. Hầu hết những người trẻ tôi trò chuyện đều muốn tôi dùng tên thật hoặc tên đầy đủ, nhưng tôi thích giữ tính danh tánh thật sự của họ thì hơn. Thật khó lòng biết cái gì sẽ xảy ra khi tên tuổi của bạn được công khai. Và xét vì bản chất vẫn còn gây tranh cãi của chủ đề này, tôi nghĩ sẽ an toàn hơn cho những người trẻ tuổi mà tôi nói tới được ở xa tầm mắt của công chúng. Tôi phải làm sao nếu không tìm thấy câu trả lời cho những thắc mắc của mình? Tôi có thể tìm thêm thông tin ở đâu? Vì đây chỉ là một quyển sách có tính chất giới thiệu, bạn có thể không tìm thấy đáp án cho tất cả những câu hỏi của mình. Vì vậy ở chương cuối bạn sẽ tìm thấy rất nhiều nguồn tham khảo, bao gồm sách vở, các tổ chức và các website. Nếu sau khi tham khảo các nguồn này, bạn vẫn không thể tìm thấy thêm thông tin bạn cần, hoặc còn vương vấn một thắc mắc không lời giải đáp, hãy viết cho tôi. Tôi sẽ nỗ lực hết mình để giúp đỡ bạn. Tôi làm thế nào để liên lạc với anh? Bạn có thể viết cho tôi qua trang web www.ericmarcus.com hoặc thư điện tử trực tiếp đến eric@ericmarcus.com. Chương 1. Những vấn đề cơ bản. Tôi muốn nghĩ rằng nơi tốt nhất để bắt đầu khi bạn chưa quen với một chủ đề, và kể cả khi bạn không hoàn toàn xa lạ với nó, là thời khởi điểm của nó. Đồng tính luyến ái là một chủ đề phức tạp và hầu như luôn gây tranh cãi đến độ thật khó lòng thảo luận nếu bạn không hiểu những khái niệm và những vấn đề cơ bản của nó. Vì vậy tôi dành cả chương đầu tiên này, vốn là chương dài nhất trong sách, để bàn về tất cả những câu hỏi và những câu trả lời thiết yếu bạn cần biết trước khi đọc các chương sau. Bạn có thể bị cám dỗ để lướt ngay đến chương nói về tình dục, nhưng tôi xin bạn hãy bắt đầu ở đây đã. Trước khi đến với câu hỏi đầu tiên, tôi có một lời cảnh báo liên quan đến Internet mà chắc chắn bạn đã nghe nhiều từ các bậc cha mẹ, nhưng lặp lại ở đây là không thừa. Vì lẽ xuyên suốt chương này và những chương tiếp theo, tôi sẽ tiến cử bạn rất nhiều website khác nhau. Phải lời cảnh cáo đầu tiên ở đây là điều cực kỳ quan trọng là bạn phải cảnh giác khi sử dụng Internet, nhất là khi bạn quyết định tham gia một nhóm thảo luận hoặc sử dụng Internet để gặp gỡ, làm quen với người trẻ khác. Vì không có gì dễ dàng hơn là tạo ra một hồ sơ tiểu sử giả trên mạng. Thật khó mà nói ai đang thành thật và ai không. Do vậy, có khả năng là một người nào đó đang cố lợi dụng bạn, gây phiền phức cho bạn trên mạng, hoặc có thể cố dàn xếp để gặp bạn khi lẽ ra họ không. Luôn nhớ rằng khi gặp gỡ mọi người trên mạng, bạn nên có cùng thái độ cảnh giác như khi gặp một người lạ. Đừng bao giờ cho họ số điện thoại hoặc địa chỉ nhà, và đừng bao giờ đồng ý gặp riêng ai, trừ khi bạn có cha mẹ hoặc một người lớn có trách nhiệm nào đó hộ tống. Và khi đó chỉ gặp mặt ở nơi công cộng mà thôi. Internet là một nguồn tài nguyên đáng kinh ngạc, nhưng bạn phải thận trọng và khôn khéo khi bạn tiếp xúc với mọi người trên mạng. Và nếu có thể, đừng ngần ngại tìm đến sự hướng dẫn từ cha mẹ hoặc một người lớn có trách nhiệm. Đồng tính nghĩa là gì? Người bị hấp dẫn bởi người cùng giới thường được gọi là gay hoặc người đồng tính luyến ái. Những từ này có thể chỉ cả đàn ông lẫn đàn bà, mặc dù nhiều phụ nữ thích được gọi là lesbian, đồng tính nữ hơn. Người bị hấp dẫn bởi những người khác phái được gọi là người dị tính luyến ái hoặc người không đồng tính. Và người bị hấp dẫn bởi những người đồng giới lẫn khác giới gọi là người lưỡng tính. Đồng tính, dị tính và lưỡng tính tất thảy đều là những thuật ngữ mô tả định hướng giới tính của một người. Và định hướng giới tính hay định hướng tình dục đơn giản ám chỉ giới hoặc phái của người mà bạn bị hấp dẫn. Nói cách khác, nếu định hướng tình dục của bạn là đồng tính, bây giờ bạn sẽ bị một người đồng giới thu hút. Bạn trở thành đồng tính như thế nào? Câu trả lời đơn giản, bạn không thể trở thành người đồng tính, cũng hệt như bạn không thể trở thành người dị tính vậy. Sự thể là như thế này, tất cả chúng ta đều có những cảm giác hấp dẫn giới tính. Hầu hết chúng ta có những cảm giác này đối với người khác giới. Con trai thích con gái thích con trai. Một số người trong chúng ta lại có những cảm giác này đối với người cùng giới. Con trai thích con trai, con gái thích con gái. Và một số thì có cảm giác hấp dẫn giới tính này đối với cả người đồng giới lẫn khác giới. Chẳng hạn, khi May lên 10 tuổi, cô bé biết rằng mình khác biệt với hầu hết các bạn cùng lớp. Tất cả những cô bé ở trường tiểu học đều mê mẩn bọn con trai. Mình biết mình không như vậy, nhưng mình làm ra vẻ giống như mọi người. Không ai biết chính xác chúng ta sẽ trở thành thế nào nếu căn cứ vào những cảm giác hấp dẫn giới tính lúc ban đầu.
Nhưng bất luận chúng ta sinh ra với chúng hay đã phát triển chúng trong những năm đầu đời, chúng là một món quà có thể khiến chúng ta cảm thấy rất hạnh phúc cũng như rất bối rối. Khi chúng ta bước vào những năm niên thiếu, những cảm giác hấp dẫn này lớn mạnh lên và chúng ta thường cảm thấy mình bị hấp dẫn về mặt tình cảm và thể xác hoặc tình dục đối với người khác. Đó là trải nghiệm của May. Đến năm cô 13 tuổi, những cảm giác hấp dẫn giới tính đã rõ ràng. Khi tôi 13 tuổi, tôi đã thú nhận với bản thân. Các bạn tôi luôn nói về việc bị những cậu con trai đáng yêu lôi cuốn. Và tôi thì luôn luôn bị hấp dẫn kiểu như bởi các cô gái. Đó là một cảm xúc nội tâm. Tôi đã cố để bị cuốn hút bởi các chàng trai, nhưng vô hiệu. Những cảm giác hấp dẫn giới tính chính xác là gì? Khi chúng ta trở thành thanh niên và cơ thể chúng ta thay đổi, chúng ta bắt đầu có những cảm giác bị hấp dẫn mạnh mẽ, vốn khác biệt và mãnh liệt hơn những tình cảm êm dịu chúng ta có đối với một người thân hay một người bạn. Chính những cảm giác hấp dẫn giới tính mãnh liệt này khiến chúng ta ham muốn quan hệ tình dục. Với một vài người, những cảm xúc này bắt đầu trước tuổi dậy thì, và với số khác, chúng đến sau tuổi dậy thì. Những cảm giác phấn khích và ham muốn đặc biệt này thật khó lòng diễn tả, nhưng bạn sẽ biết khi bạn trải nghiệm chúng. Hồi tưởng lại, tôi có thể kể với bạn chính xác thời điểm tôi có những cảm giác hấp dẫn giới tính mãnh liệt đầu đời. Bây giờ tôi đã không biết gọi chúng là gì, vì tôi chưa bao giờ trải qua bất kỳ điều gì như thế trước đó. Nhưng tôi biết rằng tôi đang cảm nghiệm một cái gì đó quá đỗi mạnh mẽ, khiến tôi thật sự thấy khoan khoái theo một cách rất khó miêu tả. Tôi 12 tuổi rưỡi và tôi định nghỉ ở Puerto Rico cùng gia đình. Đó là chuyến du ngoạn đầu tiên của chúng tôi phải dùng máy bay. Tôi đang ở trong bể bơi ở khách sạn Caribe Hilton, bị bởm ở phía nước nông. Tôi bơi chẳng lấy làm gì giỏi, nhưng mà không thể nổi trên mặt nước. Có một cậu thiếu niên lớn tuổi hơn, khoảng chừng 16 hay 17 gì đó, và là một tay bơi cừ khôi. Hắn đã để ý thấy tôi đang cố nằm ngửa trên mặt nước, nhưng cứ chìm hoài và bị nước tràn vô miệng sặc sụa. Thế là anh ấy bơi đến và ngỏ ý dạy tôi cách nổi trên mặt nước. Hóa ra ở quê nhà, Andrew là một nhân viên cứu hộ, và anh ấy thật sự rất ưa nhìn, nhưng tôi không nhớ đã nghĩ gì. Ôi, anh chàng đáng yêu quá. Chuyện mà tôi nhớ đó là Andrew đã giúp tôi nổi ngửa trên mặt nước. Trước khi tôi chìm nghiệm như mọi lần, anh ấy đặt một tay chỗ thắt lưng tôi và tay kia giữa hai bả vai, và phần lực vừa đủ để nâng tôi khỏi chìm. Và anh ấy bảo tôi hãy thư giãn khi anh dìu tôi đi vòng quanh hồ bơi để giúp tôi làm quen với tư thế nổi ngửa trên mặt nước. Nó không giống như là sét đánh hay một cái gì tương tự, nhưng có cảm giác như thể một nguồn năng lượng khởi đi từ bàn tay của Andrew và truyền suốt thân thể của tôi. Đó là một cảm giác hưng phấn kỳ diệu, khiến tim tôi đập rộn rã, đồng thời một cảm giác êm dịu râm ran khắp cơ thể. Nó dễ chịu đến độ tôi đã ước ao tôi có thể bồng bềnh trên mặt hồ cả ngày hôm đó với hai cánh tay nâng đỡ của Andrew. Giờ đây hồi tưởng lại, tôi có thể nói với bạn rằng tôi đích thực đã có những cảm giác hấp dẫn giới tính lần đầu tiên trong đời. Và những cảm giác ấy mãnh liệt đến mức tôi có thể nhớ lại trải nghiệm và những cảm giác ấy như thể mới hôm qua thôi. Sex là gì? Bạn có lẽ đã nhận thấy từ sex có rất nhiều hơn một ý nghĩa. Nó có thể ngụ ý giới tính của một người. Nói cách khác, việc một người nào đó là đàn ông hay đàn bà. Nó còn có thể ám chỉ cái điều gì mà hai người làm với nhau khi họ bị hấp dẫn lẫn nhau. Bạn có thể đọc nhiều hơn về điều này ở chương 4, tình dục. Đồng tính phải chăng là một sự lựa chọn? Tôi đã được hỏi câu hỏi này một cách thường xuyên hơn bất kỳ câu hỏi nào khác, và câu trả lời là không. Người ta không lựa chọn cảm giác hấp dẫn giới tính của mình. Điều đó đúng với tất cả mọi người. Tôi không lựa chọn để cảm giác theo cách tôi đã cảm khi Andrew động vào tôi. Và nếu bạn đã từng bị hấp dẫn bởi ai đó, bất luận là họ đồng giới hay khác giới, bạn biết rằng bạn không quyết định để cảm thấy kích thích mỗi khi bạn ở gần họ. Giống như màu mắt, màu da hoặc chiều cao, bạn không có quyền lựa chọn những cảm giác hấp dẫn giới tính của mình. Chúng đã được lựa chọn cho bạn. Tuy nhiên, điều mà bạn quyết định làm đối với tất cả những cảm giác như thế là vấn đề của sự lựa chọn. Bạn có thể thay đổi những cảm giác đó không? Không. Khi nói đến cảm giác hấp dẫn giới tính, bao nhiêu hy vọng, cầu nguyện, khuyên lơn hoặc mơ tưởng cũng không thể xua đuổi được chúng. Không giống như hầu hết các tặng phẩm, khi nói tới những cảm giác hấp dẫn giới tính, không có sự trao đổi qua lại. Bạn có thể cố phớt lờ những cảm xúc của mình. Bạn có thể giả vờ là bạn không có chúng. Nhưng ai nói sao thì nói, bạn không thể thay đổi hoặc loại bỏ những cảm giác hấp dẫn giới tính, cũng như bạn không thể thay đổi màu mắt thật sự của bạn. Điều đó đúng với người đồng tính cũng như là người không đồng tính. Tôi nhớ hồi năm tôi 13 tuổi, đã hy vọng rằng những cảm xúc của tôi đối với người cùng giới sẽ thay đổi. Lúc bấy giờ, tôi đã phải lòng người quản lý trại của tôi, Ted.
Không chỉ thích mà thôi. Tôi thật sự rất thích anh ấy. Nói vậy không có nghĩa là tôi muốn làm chuyện đó với anh ta. Tôi thậm chí không biết Thiên Hạ làm chuyện đó như thế nào nữa. Nhưng tôi muốn ở cạnh Ted. Tôi nghĩ về anh ấy luôn luôn. Và tôi cảm thấy vô cùng sung sướng những lần hiếm hoi anh quàng tay tôi. Tôi khá chắc chắn là những đứa con trai khác chung buồn với tôi không hề có cảm giác như tôi. Vì một điều, chúng nói rất nhiều về bạn gái của Ted, Rebecca, một tư vấn viên hướng nghiệp cho thanh thiếu niên, mà chúng nghĩ trông thật mê hồn mỗi khi cô nàng mặc đồ tắm. Tôi có thể nói Rebecca rất lôi cuốn, nhưng tôi không hiểu nguyên do của tất cả những nỗi phấn khích đó. Tôi đặc biệt không hiểu vì sao những thằng bạn cùng buồn của tôi lại háo hức trong chuyện nửa đêm đi rình rập buồn bọn con gái đến như vậy. Ban đầu tôi không lo lắng quá nhiều về việc tôi phải lòng Ted và những đứa con trai khác, vì tôi nghe rằng một vài đứa con trai có những cảm giác này và sẽ loại bỏ được chúng khi lớn lên. Việc cảm giác hấp dẫn giới tính của chúng ta phát triển như thế nào thì phức tạp hơn thế, như bạn sẽ thấy trong câu trả lời cho câu hỏi tiếp theo. Nhưng nói chung, khi lớn lên, những đứa trẻ đồng tính không dễ dàng hơn chút nào trong việc rũ bỏ hình bóng đã gây sức hấp dẫn tình dục nơi chúng so với những đứa trẻ không đồng tính. Nhưng tôi đã nhanh chóng biết ra từ những đứa trẻ khác ở trại rằng sự say mê những chàng trai của tôi là một cái gì đó thật kinh tởm. Vì vậy tôi đã hy vọng mình nhanh chóng từ bỏ được những cảm giác ấy. Tôi tính là mình sẽ thôi phải lòng tư vấn viên nam và bắt đầu mê mẩn những tư vấn viên nữ. Và rằng một ngày nào đó tôi thậm chí có thể rón rén bò đến đầu kia của trại hè qua ngã rừng và nhòm trộm và buồn những đứa con gái. Nhưng dù hy vọng những cảm xúc ấy đổi thay bao nhiêu, chúng vẫn không hề. Về phần những người nói họ đã từng đồng tính nhưng nay đã không còn nữa thì sao? Phải chăng họ đã thật sự thay đổi? Có những người nói rằng họ đã từng là những người đồng tính nam hoặc nữ, và rằng họ đã thay đổi hoặc đã được chữa khỏi nhờ cầu nguyện, nhờ khuyên giải, hoặc bằng việc tham dự một chương trình được thiết kế để giúp những người đồng tính trở thành cựu đồng tính. Quả thật là người ta có thể thay đổi thái độ sống của họ, nhưng họ không hề thay đổi những cảm giác hấp dẫn giới tính đích thực của mình. Những cảm giác ấy, bất luận bạn ra sức vất vả thế nào để cố chôn vùi chúng, làm ngơ chúng hoặc thuyết phục bản thân rằng bạn không có chúng, sẽ ở mãi bên bạn bao lâu bạn còn sống. Nói thí dụ một người đồng tính có thể cắt đứt mối quan hệ với một người đàn ông khác và bắt đầu quan hệ với một người phụ nữ. Nhưng điều đó không có nghĩa là trong anh ta bỗng dưng hình thành những cảm giác hấp dẫn giới tính đối với phụ nữ. Rất có khả năng là anh ấy vẫn còn bị quyến rũ bởi đàn ông như đã luôn luôn như vậy trước kia. Anh có thể cố làm ngơ những cảm giác đó, nhưng chúng vẫn tồn tại. Tôi nhớ cách đây nhiều năm đã nhận được một lá thư từ một bạn trai cũ đã trải qua một chương trình trị liệu cựu đồng tính. Anh ta viết cho tôi ngay sau khi quyển sách đầu tay của tôi, The Male Couple's Guide, được xuất bản. Anh bảo tôi rằng tôi có thể chọn cách thay đổi y như vậy. Nhưng từ lâu tôi đã quyết định sống thật với chính mình và không quan tâm đến việc cố gắng trở thành một cái gì đó không phải là tôi. Tôi biết rằng xã hội sẽ chấp nhận tôi hơn nếu tôi giả vờ không đồng tính. Nhưng tôi nghĩ thà sử dụng nguồn năng lượng của tôi để chống trả những thành kiến của xã hội còn tốt hơn để đàn áp những cảm xúc chân chính của bản thân. Vì cho cùng chẳng có gì là không ổn với những cảm giác của tôi. Vậy tại sao phải cố giả vờ như không có chúng? Tôi hy vọng tôi đã rõ ràng ở quan điểm này. Bất luận là bạn đồng tính hay không đồng tính, bạn không thể thay đổi cảm giác hấp dẫn giới tính của mình. Khi bạn còn trẻ, việc có đủ các cung bậc cảm xúc, bao gồm các cảm giác hấp dẫn đối với người cùng giới, là điều hoàn toàn tự nhiên. Những cảm giác này có thể phát triển, nhưng đến cuối thời kỳ thiếu niên, thường thì bạn sẽ chắc chắn về những cảm giác ấy và bạn chẳng có thể làm gì để thay đổi chúng. Tuy nhiên, những nhu cầu giới tính của chúng ta rất phức tạp. Do vậy, chỉ vì bạn không thể thay đổi những cảm giác hấp dẫn giới tính của mình, không có nghĩa là chúng sẽ không thể tiến triển và tự mình thay đổi trong quá trình sống của bạn. Hãy ghi nhớ rằng đây không phải là một kinh nghiệm điển hình, và từ kinh nghiệm nói chuyện với nhiều người qua nhiều năm của tôi, đó là điều bạn dễ nghe thấy từ miệng của một người phụ nữ hơn so với đàn ông. Chẳng hạn Molly đã nói với một người rằng cô là một người đồng tính khi cô 16 tuổi. Cô có một người bạn gái trong suốt thời kỳ đại học, nhưng sau khi đổ vỡ, bây giờ Molly 23 tuổi, cô nhận thấy mình trở nên quan tâm tới đàn ông. Tôi nghĩ phụ nữ đẹp, cô nói. Nhưng tôi chưa hề gặp một người phụ nữ nào lay động tôi như cách người đàn ông làm rung động tôi trong 7 năm qua hoặc khoảng đó. Tôi không thể giải thích điều đó. Tôi cũng không thể lý giải nó. Nhưng Molly nói rằng cô thật sự cảm thấy bị đàn ông hấp dẫn về tình dục. Điều đó cô chưa từng cảm thấy khi cô còn trẻ. Làm sao tôi có thể nói liệu tôi là người đồng tính nam, đồng tính nữ hay lưỡng tính? Có khi nào một ngày kia bạn thức dậy và phát hiện ra mình đồng tính? Không. Bạn không thức dậy một ngày kia và phát hiện ra mình đồng tính, cũng như bạn không thức dậy một ngày kia và nhận ra mình không đồng tính vậy.
Nhưng việc tìm cho bạn một nhãn hiệu còn lâu mới quan trọng bằng cố gắng phân loại những cảm giác của bạn, và điều đó cần thời gian. Với một số người, cảm giác hấp dẫn giới tính của họ đã rõ ràng ngay từ lúc nhỏ, từ thuở lên 5, lên 6. Nhưng với hầu hết, đó là điều họ dần dà ý thức trong suốt cuộc hành trình thanh niên sau đó. Và việc bạn bị hấp dẫn bởi những người cùng giới, khác giới hoặc cả hai giới cũng chẳng có gì khác biệt. Jack, giờ đây 17 tuổi và vừa học xong năm cuối trung học, đã viết từ rất sớm. Tôi luôn biết tôi bị hấp dẫn bởi những đứa con trai ngay từ hồi mẫu giáo. Tự nhiên tôi như thế. Tôi luôn tò mò về việc làm chuyện đó với những thằng con trai khác. Michelle cũng biết từ sớm, nhưng không phải cô đã muốn quan hệ tình dục với những cô gái khác. Chuyện đó đến sau này, cô nói. Từ năm lên 6 tôi đã biết tôi sẽ kết hôn với một cô gái. Tôi thổ lộ với cha mẹ tôi và họ bảo, điều đó thật tuyệt con yêu. Họ không cho tôi là nghiêm túc, tôi chỉ mới 6 tuổi. Vì vậy là tôi nói, hết lần này đến lần khác với họ. Họ cố gắng thuyết phục tôi rằng, lớn lên tôi sẽ lấy một chàng trai. Nhưng tôi chỉ có một mực lắc đầu, vì tôi biết là họ sai. Kevin, một nam sinh cuối ở trung học từ miền Nam California, thật sự không chắc chắn về những cảm xúc giới tính của mình. Mãi đến khi cậu bước vào những năm đầu vị thành niên, mặc dù từ năm lên 10, cậu đã biết mình khác biệt so với hầu hết những cậu bé khác. Nhưng tôi không biết nó gọi là cái gì, cậu tâm sự với tôi. Tôi chỉ biết, khi các cô gái và những chàng trai bắt đầu qua lại với nhau, tôi cảm thấy hoàn toàn hờ hững. Chuyện đó chẳng có gì ý nghĩa với tôi cả. Jennifer, một sinh viên năm 2 đại học, 19 tuổi, phát hiện ra mình bị hấp dẫn bởi các cô gái tại trường trung học Thiên Chúa Giáo. Tôi nhìn các cô gái và thấy họ thật sự lôi cuốn, cô nói. Và tôi cũng muốn gần gũi họ theo những cách không đơn thuần là bạn bè. Tôi bị họ hấp dẫn tình dục. Nhưng Jennifer làm bối rối bởi những cảm xúc ấy. Trong xã hội, bạn được dạy là phải theo đuổi người khác phái, hẹn hò với người khác phái. Tôi nghĩ mình sẽ là một phần trong đó. Cuối cùng tôi đã gặp gỡ một cô gái đồng tính và nói chuyện với cô ta về cảm giác của một người đồng tính là như thế nào, để vỡ lẽ ra rằng tôi sẽ không làm cái kiểu mà xã hội đã bảo tôi. Chuyện đó xảy ra cách đây vài tháng, và giờ đây tôi biết là tôi không muốn giả vờ là một ai khác. Đối với nhiều người, cái áp lực phải theo đuổi người khác phái ngăn họ nhận ra hoặc hiểu rõ những cảm xúc chân thật của mình. Họ muốn giống như mọi người, đó là một thôi thúc tự nhiên. Họ không muốn thấy mình lẻ loi và cô độc, và họ không muốn có chuyện yêu đương và hoặc những cảm xúc giới tính mà một số người nghĩ là tồi bại. Trong hoàn cảnh như vậy, nhiều đứa trẻ và trẻ vị thành niên cần thời gian và những kinh nghiệm trong quá trình lớn lên để phân loại và chấp nhận những cảm xúc thật sự của họ. Tôi muốn nói rằng tôi là một trong những người đã làm tốt cái việc phân loại như thế và đã không phải trải qua một giai đoạn gắn gượng làm người bình thường và muốn hòa nhập với thiên hạ. Nhưng không hẳn như vậy. Tôi từng không muốn là người đồng tính và từng mong muốn hòa nhập. Phải là trong quá trình đó, tôi đã làm tổn thương sâu sắc tình cảm của một cô gái mà tôi đã hẹn hò trong một kỳ đại học đầu tiên. Tôi đã không thành thật với cô ấy về những gì đang diễn ra trong nội tâm mình. Vì vậy cô ấy không cách nào biết được rằng vấn đề chính yếu trong mối quan hệ của chúng tôi là tôi là một gã đồng tính và không trung thực về điều đó. Nhiều năm sau, chúng tôi đã trở thành bạn bè tốt của nhau. Nhưng tôi nghĩ, ở một mức độ nào đó, nó vẫn là một vết thương nhức nhối đối với cô. Vì lẽ, tôi đã không tin tưởng cô đủ để thổ lộ rằng tôi đã cực kỳ mâu thuẫn trong định hướng giới tính của mình. Có phải những người lượng tính bị hấp dẫn như nhau đối với đàn ông và đàn bà? Không. Đối với hầu hết những người tự nhận là lượng tính, những cảm giác hấp dẫn giới tính của họ thường mạnh hơn đối với một phái so với phái còn lại. Chẳng hạn David là một sinh viên đại học 19 tuổi, tự coi mình là người lượng tính. Nhưng anh ta chủ yếu bị hấp dẫn bởi đàn ông. Hiện giờ tôi đã có bạn trai, nhưng tôi cũng không thật sự thích phụ nữ. Tôi bị hấp dẫn giới tính bởi đàn ông nhiều hơn, nhưng có một vài phụ nữ tôi nhận thấy thật sự quyến rũ và tôi cảm thấy khoan khoái hơn khi ở bên họ. Tôi không biết nữa, nhưng cảm giác của tôi là như thế. Một thí dụ nữa là Helen, cũng là một sinh viên đại học. Cô cảm thấy đàn ông hấp dẫn hơn phụ nữ, nhưng trong quá khứ cô cũng đã từng bị phụ nữ lôi cuốn và từng có một người bạn gái trong khoảng thời gian ngắn. Tôi nghĩ rốt cuộc tôi sẽ kết hôn với một chàng trai, nhưng ai mà biết được. Nếu tôi phải là một người phụ nữ trước, chuyện đó cũng có thể. Nhưng tôi không vội vàng gì chuyện gắn bó lâu dài với một ai cả. Tôi nghĩ người lượng tính chỉ là đồng tính, ngượng hoặc ngại thừa nhận họ đồng tính. Điều đó có đúng không? Một số người nghĩ rằng những người đàn ông và đàn bà tự gọi mình là lượng tính thật sự chỉ là những người đồng tính, nhưng e ngại nói ra điều đó. Nhưng quả thật là một vài người đồng tính nam và đồng tính nữ tiếp nhận nhãn hiệu lượng tính khi họ phân loại và học cách chấp nhận những cảm xúc chân thật của mình. Tôi là một trong những người đó. Trên thực tế,
có một số người cảm thấy bị hấp dẫn giới tính bởi cả đàn ông và đàn bà. Những người này không ngượng ngùng, e ngại hoặc giả vờ. Họ đơn giản là lưỡng tính. Bạn có cần phải làm chuyện đó để biết liệu bạn là đồng tính hay không? Không, hầu hết mọi người, đồng tính hay không đồng tính, hiểu biết khá rõ ràng về những cảm giác hấp dẫn giới tính của họ là thế nào từ lâu trước khi họ có trải nghiệm tình dục với một ai đó. Bạn có thể biết điều này chỉ từ cảm nhận trong nội tâm mình. Nhưng đôi khi cần có kinh nghiệm tình dục và hoặc tình cảm để hiểu một người và nhận ra những cảm xúc chân chính của mình. Chẳng hạn qua nhiều năm, tôi đã phỏng vấn nhiều phụ nữ. Những người nói rằng họ cảm thấy khác biệt nhưng đã không nhận ra sự khác biệt đó là gì cho đến khi họ phải là một người phụ nữ lần đầu tiên và quan hệ tình dục với người phụ nữ. Những người đàn ông mà tôi trò chuyện nói chung có một ý niệm rõ ràng hơn ở độ tuổi sớm hơn về những cảm giác hấp dẫn nơi họ là gì. Vì vậy một kinh nghiệm tình dục chỉ xác nhận với họ những gì họ biết là sự thật. Chẳng hạn, tôi nhớ từng hôn các cô gái ở trại hè và nghĩ rằng chuyện đó cũng thú vị, nhưng hoàn toàn chẳng có gì đặc biệt, chí ít là không theo cái kiểu những đứa con trai khác có vẻ nghĩ. Ở tuổi đó, tôi không hề nghĩ mình là đồng tính, mặc dù tôi biết tôi đã mê mẩn một vài người quản lý trại nam sinh của tôi. Tôi vẫn không muốn nghĩ mình là người đồng tính khi tôi 17 tuổi và phải lòng bóp một sinh viên đại học đồng tính sống dưới phố. Với ý nghĩ đồng tính là điều gì đó thật sự tồi bại, tôi đã ra sức phớt lờ những cảm xúc của mình. Nhưng những cảm xúc ấy rất mãnh liệt, và khi cuối cùng tôi đã hôn bóp, chuyện gì đến phải đến thôi. Đối với tôi, nó cứ như thể là điều tự nhiên nhất đời, và nó thật tuyệt diệu. Lần đầu tiên tôi thật sự hiểu vì sao những thằng con trai ở trại hè đã chấp tâm vùng dậy lúc nửa đêm và rón rén bò qua rừng cây với hy vọng hôn được một đứa con gái. Chỉ có điều tôi có cảm giác đó với một gã trai, và sau trải nghiệm đầu tiên đó, tâm tư tôi chẳng còn hoài nghi việc tôi là một gã đồng tính. Nhưng cũng phải vài năm trôi qua trước khi tôi hoàn toàn chấp nhận chúng chính là những cảm xúc chân chính của tôi, và rằng chúng sẽ thay đổi bất luận tôi có thích hay không. Vì sao bạn không giả vờ rằng mình không phải đồng tính? Nhiều người đồng tính giả vờ rằng họ không đồng tính, chỉ ít trong một thời gian. Nhưng điều đó không dễ dàng. Thực tế, việc một ai đó đồng tính làm ra vẻ như không đồng tính cũng khó khăn, hệt như một người không đồng tính giả bộ đồng tính vậy. Chẳng hạn, chỉ cần hình dung trong ít phút rằng bạn sống trong một thế giới mà hầu hết mọi người đều đồng tính. Với một người đồng tính, đó thật sự là tưởng tượng thú vị. Nhưng bạn sẽ làm gì nếu bạn là một gã không đồng tính và bạn không muốn ai biết rằng bạn khác biệt so với hầu hết mọi người? Vâng, bạn có thể không bao giờ nói về những cô gái mà bạn thấy hấp dẫn. Bạn phải dẫn một gã trai đến dạ tiệc khiêu vũ sinh viên. Và khi bạn lớn lên, bạn được chờ đợi sẽ kết hôn với một gã đàn ông và làm tình với anh ta. Chuyện đó làm sao mà dễ dàng giả vờ cho được? Trong quá khứ, khi người đồng tính nam và đồng tính nữ đối mặt với sự kỳ thị nhiều hơn và còn lâu mới được chấp nhận như bây giờ, hầu hết đều giả bộ rằng họ không đồng tính suốt cả cuộc đời mình. Thông thường chuyện đó bao gồm việc kết hôn với một người khác giới và sinh con đẻ cái. Nhưng như nhiều người đã vỡ lẽ, việc giả bộ là một ai đó không phải là mình có thể là điều khó khăn không tưởng nổi và có thể khiến bạn và những người xung quanh bạn đau khổ ghê gớm. Nếu bạn từng bị lạm dụng tình dục, liệu điều đó có thể khiến bạn trở thành đồng tính không? Không, một số người nghĩ rằng bạn có thể trở thành đồng tính nếu bạn đã từng bị lạm dụng tình dục, hoặc nếu bạn từng có một kinh nghiệm tình dục tồi tệ với một người khác giới nào đó. Sai, sự lạm dụng tình dục hoặc kinh nghiệm tình dục tồi tệ có thể làm méo mó cảm nhận của bạn về những người có cùng giới tính với kẻ lạm dụng, hoặc người mà bạn có kinh nghiệm tồi tệ với họ. Bị lạm dụng hoặc có trải nghiệm tồi tệ có thể khiến bạn oán giận, bối rối hoặc buồn bã bởi những gì xảy ra với bạn, nhưng những cảm giác hấp dẫn giới tính của bạn, định hướng giới tính của bạn không thể thay đổi do sự lạm dụng tình dục hoặc do trải nghiệm tình dục tồi tệ. Đáng tiếc, có không ít người trẻ tuổi đã phải trải qua các cảm giác bị lạm dụng tình dục, và hầu hết họ hóa ra là những người dị tính, vì người ta đa phần là dân dị tính. Nếu tôi nghĩ mình là người đồng tính hoặc lưỡng tính, tôi nên làm gì đây? Quả là một ý hay khi tìm hiểu tường tận đến mức có thể về cảm giác của một người đồng tính và ý nghĩa thế nào khi tìm được một người am hiểu và đáng tin cậy trò chuyện để bạn không còn cảm thấy quá cô độc. Đó là một vấn đề mà nhiều người trẻ đồng tính đã viết cho tôi. Điều đầu tiên bạn nên làm là đọc quyển sách này và xem liệu bạn có thể tìm được một vài quyển sách mà tôi liệt kê ở chương 9 tài liệu tham khảo hay không. Bạn cũng nên lướt qua một vài website mà tôi đã đề nghị, vốn cung cấp mọi loại thông tin, bao gồm những nơi mà bạn có thể tìm thấy những tổ chức dành cho người trẻ tuổi trong cộng đồng mình.
Một vài website còn cung cấp những cơ hội để gặp gỡ những người trẻ đồng tính và lượng tính khác. Nhưng tôi khuyên bạn làm điều này trước. Trước hết, bạn hãy nói chuyện với cha mẹ hoặc một người trưởng thành có trách nhiệm hoặc đủ lớn để làm việc này giùm bạn. Luôn nhớ rằng khi gặp gỡ mọi người trên mạng, bạn nên có sự cảnh giác mà bạn cần có khi gặp bất kỳ người lạ mặt nào. Xem phần đầu ở chương này và chương 9, tài liệu tham khảo về một lời cảnh báo đầy đủ hơn. Tôi biết rằng nhiều người trẻ nghĩ mình là đồng tính hoặc lượng tính, cảm thấy lo sợ rằng họ cô độc. Nhưng các bạn không hề cô độc. Thách thức ở đây là tìm thấy một người bạn có thể trò chuyện, người bạn có thể tin tưởng và thấu hiểu những gì bạn đang cảm nhận. Người đó có thể là thầy cô, một tư vấn viên học đường, một người bạn hoặc người họ hàng. Nếu bạn may mắn, bạn có thể có một tổ chức liên minh đồng dị tính GSA tại trường trung học, hoặc một nhóm hỗ trợ thanh niên đồng tính trong cộng đồng, hoặc một chi nhánh của hội cha mẹ, thân nhân và bạn bè của những người đồng tính nam và nữ. Trong tất cả những tổ chức này, bạn sẽ tìm thấy những người bạn có thể trò chuyện, những người sẽ cảm thông với những gì bạn đang trải qua. Một điều đáng được xem xét, nếu bạn ngại cho ai biết con người thật của bạn, là bạn có thể tìm thấy sự trợ giúp mà không cần chia sẻ danh tánh hoặc thông tin liên lạc của mình. Chẳng hạn, bạn có thể gửi email hoặc gọi đến PFLAG và giải thích rằng bạn cần tâm sự với một bậc cha mẹ để xin lời khuyên, nhưng vẫn giữ kín tên tuổi vì bạn không thể mạo hiểm để bất kỳ ai phát hiện mình đồng tính. Nhiều năm qua, tôi nhận được không ít bức email từ những người trong hoàn cảnh như vậy, và tôi không có vấn đề gì trong việc khuyên giải mà không biết đến danh tánh thật sự của người đang liên lạc với tôi. Đồng tính giống như một căn bệnh, có đúng vậy không? Không, đồng tính luyến ái không phải là bệnh tật hay ốm đau gì cả. Ngày hôm nay nghe thì có vẻ sốc, nhưng trong quá khứ, những người cảm thấy người cùng giới hấp dẫn đã bị liệt vào loại bệnh hoạn tâm thần bởi hầu hết những chuyên gia y tế và công chúng. Thế rồi, vào đầu những năm 1970, Hiệp hội Tâm lý học Mỹ và Hiệp hội Tâm thần học Mỹ đã mạnh ai nấy thừa nhận rằng họ đã phạm một sai lầm to lớn, và loại bỏ đồng tính luyến ái ra khỏi danh sách các bệnh thần kinh. Vậy mà vẫn có một số nhỏ, những nhà tâm thần học và tâm lý học tin tưởng một cách sai lầm rằng những người đồng tính nam nữ từ bản chất của bệnh tâm thần phải rằng họ có thể được chữa trị. Họ bị các đồng nghiệp cho là những kẻ lạc lõng khỏi xu thế chủ đạo của nghề nghiệp, và công việc chữa bệnh đồng tính luyến ái của họ không hề được ủng hộ bởi những hiểu biết hiện thời của chúng ta về hoạt động tình dục của con người. Những nhà tâm thần học và tâm lý học lầm lạc này gây lên niềm hy vọng hão huyền cho những người đồng tính nam và nữ cảm thấy bất hạnh với hiện trạng của mình và đang tìm kiếm một phương thế chữa trị. Tôi nghe nói đồng tính là xấu xa hoặc kinh tởm, có đúng như vậy không? Không, điều này không đúng. Đồng tính luyến ái không hề xấu xa và đồi bại. Nhưng nhiều người đã được dạy dỗ đã tin vào điều này bởi gia đình, bạn bè và những vị lãnh tụ tôn giáo của họ. Những niềm tin này dựa trên những thần thoại xa xưa và những hiểu lầm về bản chất của đồng tính luyến ái và sự hiểu sai về lối sống của những người đồng tính nam và đồng tính nữ. Trong sự kinh ngạc sững sờ, vài năm trước, thằng cháu trai của tôi đã choáng váng khi phát hiện ra rằng bạn trai tôi và tôi là chân đồng tính. Nó đã luôn biết chúng tôi là một cặp, nhưng chưa có ai từng mở miệng nói rằng chúng tôi là gay. Và khi đứa anh họ của nó, Rachel, hỏi nó, mày có biết mấy ông chú của mày đồng tính hay không? Nó liền gặn ba nó, anh tôi. Anh mới gật đầu rằng Rachel nói thật. Ryan rất bối rối, vì như nó nói với ba nó, con nghĩ đồng tính là cái gì bẩn thỉu ghê gớm lắm. Toàn bộ câu chuyện và những gì đã xảy ra với đứa cháu trai của tôi được đăng trên website của tôi trong một bài viết mang tên Trong Bị Sô Gay. Phải chăng đồng tính luyến ái là không bình thường? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta phải làm rõ từ không bình thường nghĩa là gì. Một số người cảm thấy điều gì đó không bình thường nếu nó hiếm hoi, lạ lùng. Xét đến số dân đồng tính nam và nữ có trên thế giới, chúng ta biết rằng nó không hiếm. Một thí dụ khác nữa, mặc dù hầu hết mọi người thuận tay phải, chúng ta không coi người thuận tay trái là không bình thường. Họ đơn giản là khác biệt so với số đông. Nhiều năm trước, những người thuận tay trái như cha tôi bị cho là không bình thường hoặc khiếm khuyết. Hệt như nhiều người ngày hôm nay vẫn tin rằng những người đàn ông và đàn bà đồng tính là không bình thường vậy. Giống như sự thuận tay trái, đồng tính đơn giản là khác biệt so với số đông và hoàn toàn bình thường. Bạn có thể cho một điều gì đó là không bình thường nếu nó trái tự nhiên. Đồng tính nam hoặc đồng tính nữ là điều tự nhiên theo định nghĩa, vì nó diễn ra trong tự nhiên và không chỉ ở con người mà thôi. Các nhà khoa học đã nghiên cứu tất cả các loài động vật có hành vi đồng tính luyến ái, từ cừu núi và mòng biển cho tới khỉ đột. Tương tự, những người đồng tính nam và nữ thấy thoải mái với đời sống tình dục của họ sẽ nói với bạn rằng trải nghiệm quan hệ tình dục với một người đồng tính là hoàn toàn tự nhiên đối với họ, cũng tự nhiên như những người dị tính quan hệ tình dục với người khác giới.
Một sư của tôi nói rằng đồng tính luyến ái là đồi bại và tội lỗi. Bạn nghĩ thế nào? Tôi không tin đồng tính luyến ái là đồi bại hoặc tội lỗi. Và nhiều lãnh tụ tôn giáo đồng ý như vậy. Nhưng những đức tính, đạo đức và tôn giáo là vấn đề của sự lựa chọn cá nhân, là điều mỗi người trong chúng ta phải tự mình quyết định. Xem chương 5, Thượng Đế và Tôn Giáo, để thảo luận thêm về đề tài này. Những chàng trai đồng tính có liếc nhìn những chàng trai khác trong phòng thay đồ không? Những cô gái đồng tính có liếc nhìn những cô gái khác trong phòng thay đồ không? Vâng. Và những chàng trai không đồng tính cũng liếc nhìn những chàng trai khác. Và những cô gái không đồng tính cũng liếc nhìn những cô gái khác. Người ta tự bản chất là tò mò, dù họ đồng tính hay không. Đặc biệt là trong tuổi dậy thì, khi cơ thể họ đang thay đổi. Vì vậy khi nói tới phòng thay đồ, hầu hết các chàng trai sẽ liếc dòm những chàng trai khác. Và hầu hết con gái sẽ liếc dòm những cô gái khác. Điều này đúng bất luận bạn ở trường trung học, trường đại học hay trong một phòng tập thể dục lân cận. Có khả năng là đứa trẻ trong phòng thay đồ đang dòm ngó bạn vì cậu bé hay cô bé đồng tính và thấy bạn quyến rũ. Điều đó là luôn luôn có thể. Và trong trường hợp đó, bạn có thể nghĩ đến sự chú ý ấy như một lời khen ngợi. Nhưng có nhiều khả năng là cậu bé hay cô bé ấy chỉ tò mò về việc bạn trông ra sao, hệt như cung cách mà mọi người vẫn hằng hiếu kỳ vậy. Có nhiều người đồng tính nam và đồng tính nữ không? Vâng, có rất nhiều. Nhưng vì nhiều người đồng tính nam và nữ vẫn nấp trong bóng tối, họ không nói về điều đó hoặc giả vờ rằng họ bị dị tính, không ai biết chính xác có những bao nhiêu đàn ông và đàn bà đồng tính. Từ tất cả những gì tôi đọc được trong nhiều năm, tôi tin rằng khoảng 3% đàn ông và 1,5% đàn bà đồng tính. Không ai biết tại sao số phụ nữ đồng tính chỉ bằng khoảng phân nửa so với đàn ông đồng tính. Vậy nếu bạn chấp nhận ước đoán của tôi, thế nghĩa là có 9 triệu đàn ông đồng tính và 4,5 triệu phụ nữ đồng tính ở Mỹ. Xem xét một cách toàn diện, 2% dân số Hoa Kỳ là người Do Thái, vốn ít hơn 6 triệu người chút đỉnh. Mặc dù không biết được con số chính xác, có khoảng 10 triệu người đồng tính trên khắp thế giới và có khả năng là trong mỗi gia đình mở rộng đều có người đồng tính nam và nữ. Họ sống ở đâu? Người đồng tính nam và nữ sống ở mọi miền đất nước và trong mọi cộng đồng. Nhưng trong một thời gian dài, nhiều người đồng tính đã chọn sống ở các thành phố lớn và họ làm thế vì nhiều lý do. Một số người đồng tính rời bỏ làng mạc và thành phố của họ để lánh xa gia đình và cộng đồng nơi họ cảm thấy sợ hãi hoặc bị kỳ thị. Số khác chọn sống trong các thành phố lớn vì họ muốn ở những nơi có nhiều cơ hội hơn để gặp gỡ những người đồng tính giống như mình. Và vì có rất nhiều đàn ông và đàn bà đồng tính sống trong các thành phố lớn, nên cũng có rất nhiều loại tổ chức khác nhau dành cho những người đồng tính, từ các câu lạc bộ thể thao và các tổ chức chính trị cho tới những giáo đường và hội đạo dành cho người đồng tính nam và nữ. Trong những năm gần đây, khi sự kỳ thị đã giảm bớt và những người đàn ông và đàn bà đồng tính cảm thấy dễ chịu hơn khi được là chính mình, số người cảm thấy cần phải rời bỏ những nơi cộng đồng và thành phố quê nhà để chuyển đến những thành phố lớn hơn, đơn giản vì định hướng giới tính của họ đã ít hơn. Bạn có thể thấy tương lai gì nếu bạn là người đồng tính nam hoặc nữ? Jennifer lớn lên ở Denver và hiện đang theo học đại học ở miền Bắc, Colorado, tâm sự với tôi. Tôi thấy mình sống một cuộc sống hạnh phúc với một mối quan hệ dài lâu. Tôi thấy một cuộc sống giống như là chị tôi. Vì có điều, chị tôi sẽ lấy một chàng trai và tôi sẽ lấy một cô gái. Jennifer giống như hầu hết những thanh niên thiếu nữ đồng tính, có thể trông chờ một cuộc sống như bất kỳ người trẻ tuổi nào, bất chấp định kiến của xã hội vẫn còn. Nhưng chính vì định kiến đó, nhiều bậc cha mẹ lo ngại rằng những đứa con trai và con gái đồng tính của họ có thể đối mặt với nhiều thử thách hơn các anh chị em dị tính của chúng. Khi mẹ tôi lần đầu phát hiện ra tôi đồng tính, bà nói với tôi rằng bà buồn lòng với việc tôi sẽ chẳng bao giờ có một mối quan hệ hạnh phúc. Tôi chỉ ra rằng, từ những gì tôi có thể nói, dị tính dường như cũng không đảm bảo cho một mối quan hệ hạnh phúc. Bà và cha tôi chia tay năm tôi 10 tuổi. Nhưng những nỗi lo lắng của mẹ tôi đích thực là có. Năm 1977, mẹ tôi phát hiện ra tôi đồng tính và bà đã không biết có bất kỳ cặp đồng tính nào, nam lẫn nữ, và tôi cũng không biết đó mới là vấn đề. Bà lo ngại rằng, vì sự kỳ thị đối với người đồng tính, tôi sẽ có rất ít cơ hội nghề nghiệp hơn. Bà cũng sợ rằng người ta sẽ khinh tôi. Mẹ tôi hỏi liệu tôi có hình dung được bao nhiêu khó khăn trắc trở mà tôi sẽ phải đương đầu trong cuộc sống hay không? Và tôi thật sự đã không có câu trả lời nào cho bà vì tôi không biết. Nhưng tôi biết rằng bất luận cuộc sống có khó khăn ra sao, việc che giấu sự thật rằng tôi là người đồng tính hoặc giả bộ là người dị tính sẽ càng vất vả hơn nhiều. Ngày nay, chúng ta biết rằng người đồng tính có các mối quan hệ đầm thắm lâu dài. Ngày càng có nhiều những người đồng tính nam và nữ chọn cách có con cái của chính mình, một điều thường làm cho những ông bà rất mực vui lòng.
Người đồng tính công khai nắm giữ những vị trí trong mọi ngành nghề bạn có thể tưởng tượng. Với một ngoại lệ lớn lao dành cho quân đội Mỹ, vốn vẫn còn kỳ thị một cách gay gắt với những người đàn ông và đàn bà đồng tính công khai. Và trong khi nhiều người dị tính đó tỏ vẻ khinh khi người đồng tính, mỗi năm trôi qua, ngày càng có thêm nhiều người nhận ra rằng người đồng tính cũng giống như mọi người khác, nhất là trong những niềm hy vọng và ước mơ về tương lai của họ. Làm sao nói được liệu ai đó là đồng tính nam hay đồng tính nữ? Phải chăng người ta trông ra là biết tính cách hay họ cư xử theo một kiểu cách đặc biệt nào? Phần lớn người trẻ nghĩ rằng họ có thể chỉ ra ai đó là dân đồng tính. Nhưng hãy tin tôi, trong hầu hết trường hợp, bạn không thể. Khi lớn lên, tôi nghĩ rằng tất cả đàn ông đồng tính đều ẻo lả giống đàn bà. Và đàn bà đồng tính luôn có những nét giống đàn ông. Vì vậy tôi đoán là bao giờ bạn cũng có thể chỉ ra được. Sự thật hóa ra phức tạp hơn thế. Trong khi một số người đàn ông đồng tính có vẻ nữ tính và một số người đàn bà đồng tính có vẻ nam tính, hầu hết không có gì khác biệt với người dị tính bình thường trong dáng vẻ và diện mạo. Vì vậy nói chung rất khó để nhìn ai đó và nói được liệu anh ta hay cô ta có đồng tính hay không. Một điều để suy nghĩ, không phải tất cả đàn ông nữ tính và tất cả đàn bà nam tính đều là dân đồng tính. Đồng thời, không phải tất cả đàn ông nam tính và tất cả đàn bà nữ tính đều là những người dị tính. Như tôi nói, sự thật phức tạp hơn thế. Nếu bạn là một chàng trai đồng tính, rốt cuộc bạn có cư xử và nói năng như một cô gái hay không? Nếu bạn là một cô gái đồng tính, bạn có trở nên khỏe mạnh, lực lưỡng như đàn ông hay không? Không, nói chung, những người đàn ông đồng tính có vẻ giống phụ nữ và những người đàn bà đồng tính có vẻ giống đàn ông đã được sinh ra theo cách đó. Họ không cố gắng để trở nên nữ tính hoặc nam tính, họ chỉ là chính họ mà thôi. Liệu đàn ông đồng tính có muốn trở thành phụ nữ? Liệu phụ nữ đồng tính có muốn trở thành đàn ông? Không. Đàn ông đồng tính hạnh phúc khi là đàn ông và đàn bà đồng tính hạnh phúc khi được là phụ nữ. Những người không cảm thấy thoải mái với giới tính của mình, nói cách khác, những người sinh ra là đàn ông cảm thấy như là họ thật sự là những cô gái, hoặc những người sinh ra là phụ nữ thấy mình là những chàng trai thực thụ, được gọi là người chuyển giới tính. Bạn có thể tìm thấy rất nhiều thông tin hơn về người chuyển giới tính bằng cách tra xét một vài nguồn tư liệu mà tôi đề nghị ở chương 9, tài liệu tham khảo. Người chuyển giới có phải là người đồng tính không? Giống như bất kỳ ai khác, người chuyển giới có vẻ dị tính, đồng tính hoặc lượng tính. Việc mọi người cảm thấy ra sao về tình trạng giới tính của mình không can hệ chi tới những cảm giác hấp dẫn tình dục của họ đối với người khác. Khi một người đồng tính lộ diện có nghĩa là gì? Lộ diện hoặc ra khỏi buồng kính có nghĩa là khi nói sự thật về định hướng giới tính của bạn với bản thân, với bạn bè hoặc bất kỳ với ai vốn không biết bạn là dân đồng tính, nam hoặc nữ. Nói cách khác, trước khi lộ ra với bạn bè, tôi đã che giấu sự thật rằng phần nào giống như việc che giấu bản ngã chân thật của tôi trong cái buồng kính. Khi tôi cảm thấy dễ chịu với việc mình là người đồng tính và tin rằng bạn bè sẽ yêu quý tôi nếu họ biết sự thật, tôi đã thổ lộ với họ. Người đồng tính bao nhiêu tuổi khi họ lộ ra? Một số người lộ ra khi họ lên 10 tuổi, số khác không bao giờ. Nhưng ngày nay, nhiều, nếu không nói là hầu hết, người đồng tính thú nhận với bản thân và bạn bè và gia đình họ khi họ đang học trung học hoặc đại học. Tiết lộ có nghĩa là gì? Thí dụ bạn đồng tính và bạn không muốn ai biết về điều đó, ngoại trừ có lẽ là những người bạn thân thiết nhất và người thân trong gia đình. Thế rồi một người nào đó vốn biết bạn đồng tính quyết định tiết lộ cho mọi người ở trường sự thật về định hướng giới tính của bạn. Thế gọi là tiết lộ một ai đó. Nó có nghĩa là phơi bày sự thật về định hướng giới tính của một người đồng tính trái với ý muốn hoặc không cho phép của họ. Với những ngoại lệ hiếm hoi dành cho các chính trị gia giả đạo đức và những lãnh tụ tôn giáo, tôi luôn tin rằng quyết định lộ diện hay ở trong bóng tối là tùy thuộc vào ý muốn cá nhân, dù đó là một thanh thiếu niên ở Nebraska hay một minh tinh Hollywood cũng vậy. Việc bức bách với một người trường mặt ra ánh sáng trong khi người ta chưa sẵn sàng để lộ diện, nói chung là một điều tàn nhẫn và sai trái. Vì sao một vài người dị tính nghĩ rằng người đồng tính nên ở trong bóng tối? Một vài người nghĩ rằng đồng tính là điều bất ổn và tội lỗi đến độ những người đàn ông và đàn bà đồng tính sẽ rất xấu hổ để biết sự thật. Một số nghĩ rằng một người họ hàng đồng tính công khai sẽ cực kỳ gây mất thể diện cho các thành viên trong gia đình nếu người khác biết chuyện. Số khác nghĩ rằng nếu người đồng tính công khai định hướng giới tính của họ, họ sẽ bằng cách nào đó gây ảnh hưởng xấu đến trẻ em. Lại có người nữa lo lắng rằng nếu một người nào đó họ quan tâm lại là một người đồng tính lộ, anh ta hoặc chị ta có thể sẽ là đối tượng của sự kỳ thị và ngược đãi. Và một vài người thật sự đã không nghĩ đến lý do tại sao, nhưng họ chỉ mong muốn người đồng tính cứ quay trở về cõi vô hình như họ đã từng là vậy trong những thế hệ trước. Khi lần đầu tiên tôi nói với bà tôi rằng
Tôi đồng tính. Khó khăn lắm, bà mới hiểu được vì sao tôi không giữ kín chuyện đó. Bà nói, bà hiểu là chuyện gì sẽ đến phải đến, và mày chẳng thay đổi được. Nhưng hà cớ gì mày cứ phải nói ra với ai đó? Thoạt tiên, bà không hiểu rằng chuyện đó giống như là việc giữ bí mật về một bữa tiệc bất ngờ, mặc dù cuối cùng bà đã chấp nhận ý muốn công khai định hướng giới tính của tôi. Và đâm yêu quý người bạn đường của tôi như một đứa cháu, bà đã gọi anh ấy là cháu trai. Vì định hướng giới tính của bạn dính líu đến nhiều phương diện của cuộc đời bạn, nhất là khi bạn lớn lên và bắt đầu tạo dựng các mối quan hệ, bạn thường đi đến chỗ phải trả lời những câu hỏi bằng giọng lưỡi dối trá nếu bạn không muốn giữ bí mật đó. Người ta luôn luôn đặt các câu hỏi kiểu như: bạn có bạn trai không? Bạn có bạn gái không? Bạn kết hôn chưa? Vì vậy, việc giữ bí mật định hướng giới tính của bạn trở thành một gánh nặng to lớn, thì bạn không bao giờ được phép thốt ra lời nào có nguy cơ làm tiết lộ sự thật, ngay cho dù bạn có phải nói láo và dựng chuyện đi nữa. Và điều đó có thể khiến một người cảm thấy rất cô độc, như thể không có ai biết họ thật sự là ai. Điều đó cũng có thể khiến một người trẻ đồng tính hành xử theo một cung cách bạn không ngờ tới, như chửi rủa những người đồng tính khác, hoặc thậm chí tấn công thân thể của họ để đánh lạc hướng những ngờ vực mọi người có thể nói về bản năng giới tính của họ. Chúng ta không đòi hỏi người dị tính giữ bí mật những cảm xúc của họ, vì chúng ta nghĩ rằng tình yêu giữa đàn ông và đàn bà là tuyệt vời. Tôi nghĩ điều tương tự cũng đúng với người đồng tính. Yêu một người cùng giới là điều hoàn toàn tự nhiên đối với người đồng tính, và điều đó không gây hại cho ai. Vậy tại sao phải giấu? Vì sao một số người đồng tính giữ bí mật định hướng giới tính của họ, hoặc giả vờ rằng họ dị tính? Có rất nhiều lý do. Họ sợ bị trêu chọc hoặc đánh đập ở trường. Họ sợ bạn bè và người thân hất hủi. Họ cảm thấy tồi tệ hoặc xấu hổ về việc mình đồng tính. Họ muốn hòa đồng. Họ có những niềm tin tôn giáo chống lại người đồng tính. Họ không muốn người ta khinh họ, và họ muốn tránh sự kỳ thị trong công việc. Jack, một học sinh trung học đã mê mẩn con trai từ khi học mẫu giáo, lo sợ rằng nếu bạn bè và gia đình anh biết sự thật, họ sẽ khinh bỉ anh. Để đảm bảo là họ không phát hiện ra anh đã hẹn họ với một cô gái ở trường. Các bạn gái nghĩ là họ sẽ không nghĩ tôi là đồng tính. Điều đó gay go quá, vì bạn gái tôi chờ đợi quan hệ với cô ấy, nhưng tôi không tưởng tượng nổi làm chuyện ấy như thế nào. May 18 tuổi và sống trong một thị trấn nhỏ cách Atlanta độ 1 giờ đi xe. Cô bày tỏ với tất cả bạn cùng lớp và mẹ mình rằng cô đồng tính. Cô đã không nêu vấn đề đó với cha hay mẹ kế của cô vì cô sợ hãi cách phản ứng của họ. Mẹ kế tôi thật sự sùng đạo, và cha tôi cũng đã trở nên như thế. Bây giờ tôi đang trì hoãn chuyện đó, nhưng có thể tôi sẽ nói với họ trong tương lai gần. Tôi đang cân nhắc làm thế nào để nói cho ông ấy biết. Khi Mark lớn lên ở miền đông Long Island, anh nghĩ anh sẽ phải giữ bí mật định hướng giới tính của mình đến hết đời vì những gì anh đã nghe thấy tại nhà thờ giáo phái ngũ tuần của mình. Tôi nhớ mình ngồi trong giáo đường với cảm giác rất căng thẳng, vì cứ mỗi 2 tuần, vị mục sư lại bất chợt kể lể ra những tội lỗi của thế gian. Nào là nạo phá thai, đồng tính luyến ái và đi theo đảng Dân Chủ. Thật lòng mà nói, tôi đã nghĩ mình sẽ xuống địa ngục. Tôi nghĩ mọi người sẽ ghét tôi lắm nếu họ phát hiện ra. Kỳ thị người đồng tính là gì? Kỳ thị người đồng tính có nghĩa là sợ hãi hoặc kỳ thị người đồng tính. Mặc dù lẽ tự nhiên là sự đồng tính luyến ái khiến ta cảm thấy bối rối hoặc khinh khi hoặc thù ghét người đồng tính luyến ái, chẳng khác nào khinh khi hoặc thù ghét người khác chủng tộc hoặc tôn giáo với bạn. Đó là kỳ thị và nó sai trái. Người ta thường cảm thấy khó chịu với toàn thể đề tài đồng tính luyến ái và người đồng tính, nhất là khi họ chưa bao giờ gặp gỡ một người đồng tính. Tôi từng cảm thấy khó chịu không ít với toàn bộ chuyện này khi tôi còn là một thiếu niên và tôi đồng tính. Một số người có những cảm giác rất tiêu cực về sự đồng tính luyến ái và về việc gặp gỡ một người đồng tính không thay đổi được điều đó. Họ có thể cư xử rất ác ý với người đồng tính, chửi rủa họ hoặc tệ hơn. Nhưng đối với nhiều người, những cảm giác này tan biến ngay khi họ đã hiểu biết về một ai đó đồng tính. Vì sao một số người gọi người khác là gã lại cái, hoặc gã bê đê, hoặc con mẹ đồng tính, hoặc nói những lời như đồ ẻo ợt hoặc đồ đồng tính? Nhiều người trẻ không biết chính xác những từ đó có nghĩa là gì, nhưng họ dùng chúng như là những tiếng chửi rủa và biếm nhục. Họ cho rằng khi họ nói đồ đồng tính, điều họ muốn nói là thứ đần, đồ ngu. Họ có thể không nhận thức rằng những lời nói đó gây xúc phạm và tổn thương tới những người đồng tính, hệt như cái kiểu họ xúc phạm người Do Thái khi họ nói bọn Do Thái, trong ngữ cảnh chỉ sự khinh bỉ. Từ gã bê đê từ lâu đã là lời sỉ nhục dành cho những người đàn ông và chàng trai được cho là yếu đuối và nhạy cảm. Họ không nhất định là đồng tính, nhưng họ không nam tính theo kiểu cách nhiều người nghĩ họ nên có. Ngày nay, gã lại cái và gã bê đê vẫn được dùng như những lời lăng mạ người đồng tính, cũng như những người đàn ông và con trai nào đơn giản không được coi là nam tính, bất chấp định hướng giới tính của họ. Gã lại cái cũng được dùng một cách phổ biến hơn như một lời nhục mạ, kiểu thôi cợt nhã đi, đồ lại cái.
Con mẹ lại đực là một từ trong tiếng Anh dùng để miêu tả một người đồng tính nữ hoặc một cô gái hay người đàn bà lực lưỡng hoặc hung hăng như đàn ông. Từ người đồng tính gay đã được chuẩn nhận vào cuối thập niên 1960 và đầu thập niên 1970 bởi một thế hệ mới những nhà hoạt động vì quyền của những người đồng tính. Vốn thích dùng nó hơn so với từ tình trạng đồng tính luyến ái. Nghe có vẻ giống như là thuật ngữ bệnh học hơn. Mãi đến những năm gần đây, từ đồng tính đã đi đến chỗ được dùng trong giới trẻ như một lời nhục mạ hoặc chửi rủa. Một số người đồng tính có thể gọi bạn bè là gã lại cái và ả lại đực một cách khôi hài. Nếu bạn là người dị tính, đừng quên rằng người đồng tính bạn quen có thể không thích những từ này hoặc chỉ có thể dễ chịu khi nghe chúng từ miệng những người đồng tính khác. Người họ có thể tin tưởng là không dùng chúng với ý định xúc xỉm. Tôi nghĩ thật là một sai lầm to lớn đối với bất kỳ ai dùng những từ này, vì với tôi, chúng luôn gây tổn thương bất luận người nói là ai trong ngữ cảnh nào. Tôi nghe rằng đôi khi người ta chửi rủa có thể do họ đồng tính hoặc xấu hổ về bản năng giới tính của mình. Tại sao một người làm như thế? Ở trại hè, năm tôi 14 tuổi, một cô gái mà tôi không muốn hẹn hò đã quyết định trả đũa tôi bằng cách nói với những thằng bạn chung buồng của tôi rằng tôi là một thằng đồng tính. Kể từ đó, những đứa bạn cùng buồng của tôi cũng như một vài đứa khác ở trại đã gọi tôi là thằng đồng tính hoặc thằng BD. Nhiều năm sau, tôi phát hiện ra một trong những đứa bạn của tôi cũng đồng tính. Cậu ta không phải là đứa đầu tiên của xã tôi, nhưng là đứa phà hùa với chuyện đó. Và mặc dù tôi không bao giờ có cơ hội để tra hỏi cậu ta, tôi đoán là cậu ta hùa vào mấy cái trò này để tránh bản thân khỏi bị chú ý. Và tôi cũng đoán là cậu ta đang nhẹ nhõm với việc mình không phải là đứa bị réo tên ra chửi. Phải là một vài đứa trẻ vốn đồng tính có thể chửi rủa người khác để trốn tránh nguy cơ là ai đó sẽ nghĩ chúng đồng tính. Số khác đầu têu việc chửi rủa hoặc tệ hơn, trong một nỗ lực chứng tỏ rằng chúng không đồng tính. Mặc dầu dưới vẻ bề ngoài, chúng đang mâu thuẫn về bản năng giới tính của mình hoặc đã biết mình đồng tính. Và đôi khi những lời chửi rủa đến từ những người dị tính nhưng cảm thấy bối rối hoặc khó chịu vì những cảm giác hấp dẫn với những người cùng giới bên trong. Một điều hoàn toàn tự nhiên với tất cả mọi người, nhất là với thanh thiếu niên, khi cảm thấy bị người cùng giới lôi cuốn, bất luận sức hấp dẫn của nó cuối cùng có mãnh liệt và hoặc kéo dài hay không, nhưng chẳng có lý do gì để vì sự bực dọc đó mà đi tấn công người khác. Nếu bạn yêu cầu một nhà tâm lý học giải thích loại hành vi này, mà tôi cũng đã từng có thể cô ta sẽ nói như thế này: những người trẻ cảm thấy mâu thuẫn về bản năng giới tính của mình hoặc có những cảm xúc tiêu cực về việc bản thân là đồng tính, đôi khi chửi rủa dữ dội những người đồng tính khác như một biện pháp để nỗ lực đàn áp hoặc phủ định cái phần mà họ cảm thấy là xấu xa hoặc đáng ghét bên trong. Giới tính thiểu số có nghĩa là gì? Đó có phải là một điều xấu hổ? Bạn gọi một đứa trẻ thuộc giới tính thiểu số nếu bạn nghĩ đó là đứa đồng tính. Giới tính thiểu số từng được dùng chỉ điều nhục nhã như lại cái vậy. Một số người đồng tính cũng dùng giới tính thiểu số một cách khôi hài giữa họ với nhau. Trong những năm 1990, một thế hệ những người trẻ đồng tính đã bắt đầu dùng chữ giới tính thiểu số để thay thế cho chữ đồng tính nam hoặc đồng tính nữ. Họ không coi giới tính thiểu số là một điều xấu hổ nữa, mà thay vì vậy coi nó là một từ bao hàm tất cả mọi người đồng tính nam, đồng tính nữ, song tính hoặc lượng tính, tới người chuyển giới và bất kỳ ai bị coi là ở ngoài xu thế giới tính chủ đạo. Chẳng hạn, khi đến lúc Molly phải gọi tên bản năng giới tính của mình, cô nhận ra bạn không cần những định nghĩa hoặc nhãn hiệu. Bạn chính là bạn. Bạn không cần gọi nó là gì cả. Đó là đôi khi dùng chữ giới tính thiểu số. Giới tính thiểu số cũng đã đến được chỗ dùng trong các chương trình ở cao đẳng và đại học, như trong các cuộc nghiên cứu về giới tính thiểu số. Bất chấp cách dùng mới mẻ này của từ, nhiều người đồng tính vẫn thấy nó xúc phạm. Nếu bạn có một người đồng tính và bạn không chắc cô ta thấy dễ chịu với những từ nào, bạn có thể hỏi, hoặc bạn có thể để ý những từ cô ta dùng để miêu tả bản thân và các bạn bè của mình. Với mỗi một người vui vẻ, từ gọi mình thuộc giới tính thiểu số sẽ có một người khác thấy tổn thương bởi từ đó. Cảm giác ra sao khi ai đó quan tâm đến một người đồng tính, một người bạn hoặc người họ hàng chẳng hạn, và họ nghe thấy những lời bài xích người đồng tính? Với những ai quen biết và quan tâm đến người đồng tính, việc nghe người nào đó dùng những lời hạ nhục bài xích người đồng tính có thể khiến họ cảm thấy khó chịu, lúng túng, giận dữ, hoảng sợ hoặc bị tổn thương. Và điều đó là thường đưa họ vào một vị thế khó khăn khi cố gắng tìm lời lẽ, nếu có, để đáp lại. Erica học lớp 6 tại trường tư thục Maryland, và cô bé có một người chú đồng tính. Mỗi ngày ở trường, cô bé nghe những đứa trẻ khác gọi nhau là BD và dùng những từ lối nhục mạ như đồ đồng tính xấu xa. Cô bé tâm sự với tôi: nó khiến cháu vô cùng khó chịu, và cháu sẽ ném về phía bọn chúng cái nhìn nói rằng hãy thôi đi, đừng có đùa cợt,
những người như vậy chẳng hay gì đâu. Nhưng cháu ngại nói điều gì đó trực tiếp, nó khiến cháu sợ. Nhiều khi thật khó để đứng lên bảo vệ những gì mình nghĩ, bởi vì cháu cảm thấy lẻ loi. Richlaw, thầy giáo của Erica, không hề giấu giếm sự thật rằng cha của anh đồng tính và nói rằng anh không chịu đựng được những lời lẽ bài xích người đồng tính. Cha mẹ tôi ly thân từ khi tôi còn rất nhỏ, và tôi đã không gặp ông ấy mãi đến 5 năm trước. Đó là lần đầu tiên tôi phát hiện ra ông đồng tính. Nhưng nó chẳng phải là vấn đề với tôi. Mẹ tôi đã luôn có những người bạn đồng tính. Khi tôi còn rất nhỏ, tôi thật sự không hiểu đồng tính nghĩa là gì, nhưng nó trở thành cái gì đó rất bình thường với tôi. Vậy là từ khi tôi còn bé, tôi đã có những vấn đề với những lời lẽ đó. Đến giờ tôi vẫn thấy rùng mình khi nghe chúng. Cảm giác ra sao khi người đồng tính, nam hoặc nữ, nghe ai đó dùng từ lại cái hoặc nghe ai đó nói đồ đồng tính? Bạn bị tổn thương khi nghe người ta nói những lời này, nhất là nếu bạn nghe nó từ bạn bè hoặc người thân. Nhưng nó cũng có thể khiến bạn tức giận, và nếu những lời đó ám chỉ bạn, nó có thể rất đe dọa và đáng sợ. May học lớp 9 đã rất giận khi các bạn cùng lớp bắt đầu réo tên rủa xả cô bé. Bạn gái tôi và tôi đã chia tay nhau, cô ta muốn trả thù tôi. Vì vậy mặc dù mối quan hệ của chúng tôi từng là một bí mật, cô ta đã tung hê cho mọi người biết rằng tôi đồng tính. Chỉ cần bước xuống hành lang, mọi người đã réo tôi con đồng tính này, con đồng tính kia. Đó là những người từng là bạn tôi và quyết định không chơi với tôi nữa, và những người tôi thậm chí không quen biết. Nhưng nghe họ nói mình đồng tính, sự xúc phạm đó khiến tôi căm giận. Bất kỳ ai mắng chửi bạn sẽ khiến bạn tức giận. Kevin, một nam sinh trung học đồng tính ở miền Nam California, là chủ tịch nhóm liên minh đồng dị tính ở trường cậu. Cậu rất thẳng thắn về tình trạng đồng giới tính của mình, và thường bị một số bạn học sinh tréo tên mắng mỏ. Họ lúc nào cũng nhỏ to thì thào thằng BD. Họ không bao giờ làm điều đó một cách rõ ràng, vì ở trường tôi, nếu ai mắng một sinh viên khác là thằng BD, kẻ đó sẽ bị xa lánh. Kevin nói rằng cậu không để cho chuyện đó làm bận lòng, vì cậu biết mình sẽ sống tốt bất luận những tổ học trò đó có nói gì. Ngoài việc thì thào chửi rủa, Kevin nói rằng những học trò ở trường cậu cũng thường nói thằng lại cái và thằng đồng tính như những lời sỉ nhục, nhưng nó không nói tới ai một cách cụ thể và cậu không bận tâm tới nó. Tôi nửa tin nửa ngờ chuyện đó, vì hầu hết bọn chúng không biết mình đang nói cái gì. Phần lớn là những đứa trẻ khá thông minh, và nếu chúng biết chúng đang nói làm tổn thương người khác, chắc chắn là chúng sẽ không nói. Mặt khác, nhiều người biết họ đang nói cái gì, hoặc chí ít họ biết sử dụng những lời lẽ đó để gây tổn thương. Là một người trưởng thành vì công việc của mình, thỉnh thoảng tôi đã bị những người lớn gọi là gã BD. Nó vẫn còn khiến tôi rúng người lại. Nó là một phản xạ, nhưng loại lời lẽ đó không tổn thương tôi như nó đã từng khi tôi còn nhỏ. Gần đây nó chủ yếu làm tôi buồn, và tôi đã hy vọng rằng đến bây giờ người ta sẽ hiểu rõ hơn. Đáng buồn thay, sự thành kiến trong tất cả những hình thái xấu xí của nó vẫn sống sót và khỏe mạnh ngay trong nước Mỹ này và trên khắp thế giới. Nếu bạn nghe ai đó dùng những lời lẽ bài xích người đồng tính, hoặc nếu bạn nghe ai đó gọi bạn là gã BD hoặc gã đồng tính, bạn nên nói gì? Đối với những người trẻ, tôi chỉ có một quy tắc duy nhất khi phải nói điều gì đó để đáp lại người dùng đến hai chữ đồng tính. Như một sự nhục mạ, hoặc người dùng những lời lẽ bài xích người đồng tính, bạn không bao giờ nên nói điều gì nếu bạn nghĩ rằng nó có thể đưa bạn vào một tình thế nguy hiểm. Hơn nữa, nếu bạn đồng tính, bằng việc thách thức những lời bình luận này có thể gây sự chú ý không mong muốn về phía mình, nhất là nếu bạn không mong muốn bất kỳ ai nghĩ bạn là người đồng tính. Tất nhiên, mỗi hoàn cảnh mỗi khác, và cho dù dường như không có chút nguy hiểm nào trong việc thách thức ai đó, tự mình đứng dậy và nói to những gì mình nghĩ có thể là chuyện rất đáng sợ. Ngay ở tuổi tôi vẫn cảm thấy khó lòng thách thức những người đưa ra những bình luận tiêu cực về người đồng tính. Nhưng nếu bạn thấy mình đứng vào thế phải nói gì đó, bạn có thể đáp lại cách giản dị rằng: tôi không thích nghe những lời đó, tôi thấy chúng xúc phạm và chúng làm tổn thương những người đồng tính. Về phần các thầy cô và cha mẹ, tôi nghĩ việc nhấn mạnh rằng những lời lẽ đồng tính và bất kỳ kiểu nhục mạ nào khác là sai trái, và người ta không nên dùng nó vào bất kỳ thời điểm nào khác, hoàn toàn là trách nhiệm của họ. Đáng buồn thay, đôi khi những thầy cô giáo và cha mẹ vẫn có thành kiến, e ngại, hoặc đơn giản có thể là không biết phải nói gì. Để hiểu thêm về lý do tại sao những thầy cô e ngại, xem chương 6, trường học. Tôi ước sao các bậc cha mẹ và thầy cô có thể tin chắc và rõ ràng như một người bạn ở đại học của tôi. Khi gần đây, nghe đứa con trai 9 tuổi của cô gọi em nó là thằng BD, cô biết thằng nhỏ không hiểu nó đang nói cái gì. Thế là cô biểu nó ngồi xuống và đưa ra lời giải thích rõ ràng mà chắc chắn. Tôi nói rằng BD là một từ bần tiện để nói ai đó đồng tính, và rằng đồng tính là một từ dùng để chỉ hai người cùng giới tính yêu nhau theo cái cách mà bố nó và tôi yêu nhau. Bạn tôi cũng nói con trai rằng một số người yêu nhau cùng giới thay vì khác giới, và rằng cô ấy có những người bạn đồng tính. Cô giải thích tiếp, những từ đó làm tổn thương tình cảm của nhiều người, và tôi không dùng chúng và không thích chúng. Tôi nói rằng tôi yêu quý các bạn của tôi, và tôi không muốn họ bị tổn thương
phải rằng đồng tính không phải là một từ tồi tệ, nhưng người ta đôi khi dùng nó với dụng ý bần tiện. Con trai tôi không muốn làm tổn thương tình cảm của bất kỳ ai, vì vậy tôi nghĩ là nó hiểu.